phải có thể là bạn nội bây giờ là 1:25 với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 32 độ C. Quý khách người dân tại chỗ và cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách không sử dụng điện thoại di động của máy từ phát sóng cho đến khi khách rời khỏi máy bay. Quý khách được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh nằm rơi bỏ quên các hành lý bên trong. Cơ trưởng Hồ Lê Quang Tường, nhân viên trưởng Hoàng Ngọc Bích và phi hành đoàn chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng Vietnam Airlines thành phố Lâm Nhiều gồm SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ đón tiếp quý khách trên chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, welcome to Nova International Post Hanoi. This is now 25:01 PM. The outside temperatures are 32 degrees Celsius. Please must set up with your seatbelt fastened until the cup has become the constant on the fastened seatbelt has been turned off. But again, may we remind you that our safety regions, use your mobile phones to receive and transmit the device to this public that is vacation. You are required not to open the aircraft door unless you charge us by the cabin crew. When open your head, the lockers, please take and show the content of the luggage. We hope you enjoy your flight with us on behalf of Vietnam Airlines, members of Sky Team Alliance, Captain Hồ Lê Quang Tường, Bishop Hoàng Ngọc Bích, and co-members to go and say goodbye to you. And I look forward to meeting you again soon. Thank you, and please stay out of here. Going through this Amos flight, contact